CDC khuyến cáo công dân Hoa Kỳ chớ đến Việt Nam lúc này. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận gần 268.000 người nhiễm COVID-19 và Nghệ An là tỉnh dẫn đầu, sau đó là Thanh Hóa và Hà Nội, nâng tổng số người nhiễm trên toàn quốc hơn 6.8 triệu người. Giới chức thẩm quyền Việt Nam trước đó một ngày tuyên bố đã mở cửa chính thức biên giới tiếp đón du khách nước ngoài tới thăm, hủy bỏ những biện pháp kiểm dịch, hạn chế việc đi lại sau 2 năm đóng cửa để ngăn ngừa đại dịch lan tràn. Theo các chuyên viên y tế, du khách phải tự theo dõi tình trạng sức khỏe trong 10 ngày đầu lưu trú, thông báo ngay lập tức trong trường hợp nghi ngờ có triệu chứng nhiễm bệnh. Việt Nam đã đóng cửa biên giới và ngừng cấp visa nhập cảnh du lịch từ tháng 3 2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan đại dịch, mở cửa trở lại một số địa điểm du lịch thế giới vào tháng 11 năm ngoái. Quyết định mở lại cửa biên giới được công bố vào lúc số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng kỷ lục, trung bình gần 200.000 người nhiễm trong một ngày trong gần 2 tuần lễ vừa qua. CDC và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã khuyến cáo công dân tránh đi du lịch Việt Nam trong lúc này vì số ca nhiễm tăng cao.